Di Phương hậu tú còn vô tâm, anh em Di Phước thường đến thăm ba, mua thuốc và dặn dò kỹ càng. Ba này em gửi ba thuốc uống không ạ? Gì đó uống gì? Ai không có bệnh nào đừng có đưa thuốc chi à? Em biết là ba không có bệnh nhưng mà này để nào sức khỏe. Sau khi ly hôn với Lê Giang và có gia đình mới, Di Phương và các con không còn sống chung nhà. Thay vào đó, Lê Lộc và Di Phước sẽ thường xuyên đến thăm ba. Có một khoảng thời gian, nam danh hài tố con vô tâm, không có hành động quan tâm đến phụ huynh, gây ồn ào một thời gian. Di Phương đã chia sẻ đoạn clip khoe sự hạnh phúc khi được các con đến thăm, còn mua rất nhiều thức ăn cho ba tẩm bổ. Di Phương cho biết thời gian gần đây, bệnh huyết áp và tim mạch đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe khá nhiều. Một phần cũng vì tuổi già nên khó có thể tránh khỏi do sức ngày càng yếu dần. Dù bận rộn với công việc, chuẩn bị lịch trình đi Bến Tre một tháng, nhưng Lê Lộc vẫn sắp xếp thời gian đến thăm ba trước khi đi. Di Phương hài hước cho biết, phim này có lẽ chắc hay chứ nhìn con cắt tóc giống Kim Ngân bên Mỹ rồi đó. Ngoài ra, tranh thủ thời gian các con đến thăm, nam nghệ sĩ cũng đã hỏi thăm về tình hình hiện tại cũng như các dự án. Lê Lộc đến trước nên khi không thấy con trai Di Phước, nam nghệ sĩ đã nhanh chóng hỏi thăm rằng Phước đâu không tới hả? Và mọi người đã trả lời anh chàng đang trên đường đến. Sau khi Di Phước đến nơi, nam diễn viên còn đưa theo vợ và con nhỏ theo để thăm ba. Anh còn tận tay đo huyết áp cho Di Phương để xem chỉ số hiện tại như thế nào. Di Phương chia sẻ hôm nay con nói đến thăm ba, ba cũng đang từ từ bình phục. Cảm ơn hai đứa con muôn thuở Di Phước và Lê Lộc nha. Bệnh gì bệnh không biết, có mấy đứa con là được rồi. Không chỉ vậy, Di Phương còn được hai con dặn dò vô cùng kỹ càng về liều lượng cũng như cách uống thuốc khi mang đến cho ba. Lê Lộc cũng dặn ba mình phải vui vẻ bởi vì thuốc chỉ là một phần thôi, quan trọng hơn hết vẫn là tinh thần. Khi vừa sinh con gái, Di Phước cũng có lần đăng tải đoạn clip đưa con đến thăm ông nội Di Phương. Dù có lúc bị ông nội nhầm là con trai nhưng dốc thì vẫn rất vui vẻ. Di Phương còn tiết lộ rằng cháu gái giống Di Phước ngày xưa có rất nhiều tóc. Nhìn Di Phương vụng về ẵm cháu, ai ai cũng phải xuýt xoa vì đáng yêu. Con trai nam nghệ sĩ cũng nói với mọi người là lâu lắm rồi ba mình mới được ẵm em bé nên mới thế. Thậm chí lần khác Di Phương còn tự mình đến thăm gia đình nhỏ của con trai bằng xe máy. Hai cha con đã có buổi cơm vui vẻ và cùng nhau nói chuyện. Có thể thấy sau thời gian dài thì mối quan hệ của cha con họ đã tốt hơn rất nhiều. Trước đó Di Phương đã khóc chia sẻ khi con trai thờ ơ, không quan tâm. Nhưng sau đó Di Phước đã lên tiếng giải thích theo cách nhẹ nhàng. Có ai hiểu tôi đã làm những gì và cố gắng ra sao để phụng dưỡng những bậc sinh thành? Lẽ nào mỗi lần tôi chuyển khoản tôi phải công khai trên mạng xã hội bằng những hóa đơn ngân hàng hoặc chụp tấm ảnh công khai tận tay đưa số tiền ấy cho cha mẹ mình như đi từ thiện? Nếu không phải là ba, con sẽ công khai, nhưng ba an tâm, con không thể làm sai đạo lý con người, không thể làm trái quy luật mẫu tử, nên ba cứ an yên, lỗi là ở con, tại con chưa lo cho ba đầy đủ, tại con chưa tròn chữ hiếu, mọi việc cứ để con gánh ba nhé, con xin lỗi ba. Trong khi đó, Lê Lộc im lặng giữa mọi ồn ào, nhưng lại âm thầm trả cho phụ huynh 600 triệu đồng. Nam nghệ sĩ kể, hiện cuộc sống của tôi đỡ vất vả, không còn lo toan hay bế tắc như trước. Con gái tôi Lê Lộc giúp tôi trả số nợ 600 triệu đồng khi thất bại trong việc mở quán ăn. Nhưng tôi không thể phụ thuộc vào con gái mãi, giờ chuyện buôn bán thuận lợi, tôi thoải mái hơn trước khi có thể gánh vác kinh tế gia đình. Những ồn ào vô tâm với ba đã vây lấy Di Phước và Lê Lộc một thời gian, nhưng ngay từ thời điểm bắt đầu, hai nghệ sĩ này đã không lớn tiếng phản bác lại với Di Phương. Thay vào đó, cả hai chọn cách hành động thể hiện sự quan tâm hơn cho ba không còn tuổi thân. Còn bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.